Nhánh cây da mục rơi xuống đường gãy thành nhiều khúc đã khiến hai người phụ nữ gặp nạn vào chiều ngày 9 tháng 10 năm 2020 trên đường Tân Thành, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 14 giờ chiều cùng ngày. Trong cơn mưa, một nhánh cây da đã khô mục có đường kính khoảng 20cm bất ngờ gãy rơi xuống đường. Lúc này, hai người phụ nữ chở nhau trên xe máy vừa lưu thông đến không kịp xử lý đã tông xe máy vào nhánh cây rồi té ngã ra đường. Vụ việc làm một người trên xe máy bị thương. Ghi nhận tại hiện trường, cây da này nằm cạnh một ngôi miếu có thân và đường kính gốc khá lớn, nhánh to, tán lá rộng vươn ra tận bên kia đường. Một người dân tại đây cho biết cây da này đã có tuổi đời trên 100 năm. Vụ việc khiến người dân vô cùng lo ngại.